nhậu hay ngủ gục bên bàn làm việc nữa rồi. Hẹn với họ, chồng với con, mệt ghê vậy. Chị chờ người nhà đến đón chị á hả? Ừ. Bộ trễ giờ rồi hay sao mà chị nôn nóng dữ vậy chị hả? Hả, mình trễ á là bị chửi, bị cằn nhằn. Chứ ổng trễ á là mình phải chờ, phải đợi vậy đó. Cô có tức không? Đúng là thiệt đàn ông bây giờ. Sao á thiệt á, vô tích sự. Chị biết rồi, nhằn nhằn cái kiểu này là biết nè. Chị chờ ông xã đón phải không? Ổng á bây giờ lên Đông huyện rồi, chứ còn ấp còn xã gì nữa. Ngày nào đi làm về á, cái mặt cũng chầm dầm một đống vậy đó. Vui vẻ ở đâu mình không thấy, cứ gặp vợ con là sanh chuyện. Đúng là ba cái đàn ông bây giờ thì thấy xài không vô thiệt. Chị ơi, chị nói vậy chứ em thấy cũng còn nhiều người đàn ông tốt lắm á. Hết sức tốt nữa là khác, tốt quá đáng luôn á chị. Thôi đi em ơi, tốt cái con khỉ khô gì. Ủa, mà nhìn em vậy là biết em chưa có gia đình phải không? Nè, chị nói cho mà nghe nè. Chắc em đang thời qua mong đi, cho nên thấy tình là tuyệt đẹp. Nhưng mà không phải đâu em ơi, đó là cái thời mà say đắm. Mấy cha đang dụ dỗ mình, nào em là con xe xẻ, giọng hát tuyệt vời như dòng suối nhỏ, ru giấc mơ anh giao mộng tuyệt vời. Chị ơi, quà lời lẽ ngọt ngào trở thành mật đắng, mấy cha sẽ trở mặt liền. Chị nói vậy là sao em không có hiểu? Cũng như vậy nè, thay đổi 100% đó em. Lúc mà mình cưới rồi đó hen, mình đi đâu cái chửi bà đi đâu giờ mới về, bà đen thù lưu như con quạ mà đi nhông nhông ngoài đường hoài. Cái mình nói câu nào ra cái là bị bụm miệng liền. Bà nói đất đất thôi, miệng mà như con nhộng á, cơm nước không đi nấu, đi đâu suốt ngày cả cây dây ngỗng, thứ nhiều chuyện ban ngày, nghe bà nói chuyện ngày tối nằm mơ thấy ác mộng không à. Vậy đó em. Rồi cái lúc mà mình mới yêu đó em, cho đến lúc cưới á, trở mặt 180 độ luôn em. Cho nên chị khuyên em á, em chọn người yêu thì phải chọn cho kỹ nha. Chọn cho kỹ là nếu có hứa gì thì bắt người ta thề luôn phải không chị? Trời ơi, thề nhầm nhò vậy em ơi. Chị nói em nghe nè, ông xã chị đó. Đâu có ông huyện chứ, nãy chị nói ông huyện mà. Quên, đúng rồi, cứ cho ông huyện, ông thành phố đi. Chị mau quên quá à. Hồi đó ông cũng thề với chị biết bao nhiêu lần rồi. Mà trời ơi, nói cái vụ chả thề, ta nói nhắc lại vui chết luôn. Trời ơi, tức cười quá, vui quá. Vui quá. Chị ơi, vui đột xuất vậy hả? Vậy đó em. Chị nhanh vui quá hả? Bà này hình như thần kinh có vấn đề rồi nè. Bởi vậy gặp cái ông đó là chồng cũng phải rồi. Trời ơi, không biết có cắn mình hay không nữa, để nhìn mặt bà ghê quá. Chị ơi, chị từ từ nhà tới thẳng đây hả? Là từ đâu tới giờ chị? Trời ơi, em thấy chị hơi kỳ kỳ phải không? Trời, quá kỳ luôn cho hơi vậy. Chị từ nhà thương trời ơi, đúng chốc rồi. Hèn chi nghi, nghi dữ lắm. Đang nói tự nhiên cười là nghi rồi. Cười nữa nè. Trời ơi, vậy thôi nãy nghi làm chi vậy? Nó thẳng mẹ rồi, nghi gì nữa. Đang chửi chồng quyết liệt tự nhiên cười. Thôi 100% rồi, 100% rồi. Chị người ta nói người điên mà họ cười cái mình cười lại, cái họ tưởng đồng loại. Chị ơi, chẳng ai chị từ nhà thương, mà nhà thương tên gì tới đâu? Chữ quán này em. Đúng rồi, cái đó là tên gọi chung vậy, không có thoát được. Chúng hẹ rồi. Hàng chuyên nghĩ là dính, nghĩ là dính. Rồi, chắc ngày xưa yêu mà không được cưới nên giờ ôm hận vô nhà thương ngồi cười nè. Thôi kệ, hận mà cười cũng được. Bà này cũng cao thượng. Không trật rồi, không trật đâu hết rồi, chắc luôn rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Trời ơi, trời ơi, trời.
quá rồi, trời ơi. Vậy nè em. Dạ. Hồi sáng nay đó, chị ghé qua bên chợ quán, chị thăm người bà con bị bệnh sốt nằm trống. À. Xong rồi chị tới đây chị mừng đẹp nè, rồi cái chị mới hẹn ổng chiều về đón chị. Mà thôi, kệ ổng đi, tới không tới tính sao em ạ? Hả? Chị ghé qua chợ quán rồi chị thăm bà con chị chứ không phải là chị ở trong chợ quán chị ra hả? Hú hồn. Trời ơi, vậy là chị đi thăm người bà con. Nhưng chứ... mà ở chợ quán ra. Hiểu không? Hiểu, đại khái thăm vừa ghé chợ quán liền ra liền chứ không phải ở trong chợ quán lâu rồi mới ra. Đỡ. Trời ơi. Vậy là chị không phải nằm viện hả? Cái gì? Hả? Nằm viện? Là sao? Trời ơi. Làm gì mà chị có cái diễm phúc đó em? Em biết sao không? Trời cao gắn hương lá lay cơ cầu, đành đem mối sầu riêng bao ngày tỏ phân cho người. Vì sao hồng nhan bạc số phải đành ấm yêu? Ai biết cho chăng đời tôi khác chi cành hoa, cánh hoa phai tàn thả tơi chìm trong giông tố, gió giông phũ phàng dập dùi cho cành kẻ cua. Mình tắm đuôi lời tỏ phân đuôi đầu, vì sao mũi hờn câm như hằn mắt sâu môi hồng, nhìn qua người như hoa gấm dâng đầy sắc xuân, đâu giống hoa kia tà tơi heo khô triền miên. Cớ sao u sầu nói ra cùng nhau chia sẻ, phải chăng chi vừa trở về ở đằng bệnh viện? Trời ơi, không dám ở bệnh viện đâu em. Chị đi làm hùng hục suốt ngày thì còn thời gian đâu nữa mà bệnh em. Để chị nói em nghe, cái vụ mà hồi đó đó, thằng chả cua chị á, xong rồi thề thốt với chị tùm lum tà la hết. Nào là anh sẽ hy sinh tất cả đời vì em, anh sẽ bỏ tất cả để chỉ có em mà thôi. Em là hoa hậu của lòng anh. Trời ơi, tình yêu của chị nó lãng nhách dữ ta. Nó em nói nhanh của em lộn. Lãng mạn á. Nói không phải nổ ha. Cái khoảng mà lãng mạn á thì cái ông Romeo với cái bà Juliet á, không bằng anh chị đâu em. Trời ơi. Trời ơi. Hồi đó đó, thôi. Ông thề với chị xong á, chị không có tin. Rồi cái nhiều đêm lắm, ông thức trắng làm thơ ông tặng chị đó em. Chị còn nhớ mấy bài thơ mà chị thuộc lòng luôn nè. Để coi cái bài này nè em, lúc mà ổng còn đi làm sinh viên đó, tặng chị bài thơ vui lắm. Vui. Ổng làm thơ hài hả? Không biết có hài không mà đọc tính nó vui. Trời ơi, vui chị, dễ sợ luôn em. Chị dễ cười quá ha. Chị dễ cười quá. Trời mặt ơi, nói đi. Nhìn chị vui em sợ lắm á. Chị ơi, chị hỏi thiệt nha. Này em sợ mít lòng đâu. Em nghi cúm gà điên nó lây sang chị rồi phải không? Trời đất ơi, chưa đọc bài thơ cười hoài á. Mà nó vui. Thì bây giờ đọc coi tôi biết nó vui sao. Chứ coi mình bà cười bà kỳ quá à. Vậy nè, bài thơ gì nè. Sao? Hai chấm xuống hàng mở ngoặc kép. Hạnh phúc làm sao kiếp cô đơn, khỏi phải yêu thương khỏi giận hờn, khỏi phải lo âu và khắc khoải, chẳng màng mưa nắng chuyện yêu đương. Thoải mái làm sao kiếp cô đơn, chỉ một mình ta một tâm hồn, có bánh cứ ăn không xẻ nữa, đêm nằm một gối mỗi ta ôm. Cái kiếp cô đơn nó tự do, có muốn đi đâu khỏi hẹn giờ, bạn gái bạn trai vô tư gặp, cuối tuần lễ Tết chẳng cần lo. Trời. Hết thơ. Đại khái là làm thơ ca ngợi cô đơn á hả? Nói vậy thôi mà chị dám yêu á hả? Chưa hết, bị nó còn cái khúc cuối. Chấm xuống hàng. Nữa hả? Ông này thích chấm xuống hàng vậy hả? Nhưng kiếp cô đơn nó cô đơn. Gối mỗi ta ôm riết cũng buồn. Đúng. Bánh một mình ăn lâu cũng ngán.
có người chia sẻ chắc vui hơn. Vui quá, vui quá trời vui. Thấy bài lãng nhấp vô duyên muốn chết vui gì trời. Thôi chị đừng có cười nữa. Em nói thiệt chị nghe, bài thơ em không có ấn tượng, mà giờ tự giờ tôi bị ấn tượng nụ cười của chị rồi đó. Nhưng mà em thấy rõ ràng chả làm thơ của Duyên không. Trời ơi, như vậy ảnh là người đàn ông vui vẻ lý tưởng á chứ. Làm thơ có duyên ghê á. Vậy là sao, cái vụ tặng thơ là chị sập bẫy luôn phải không? Sập liền em. Trời ơi, hồi đó sập bẫy, bây giờ sập giường không có sữa. Hiểu không? Chưa. Tức là vậy nè, ý chị nói hồi đó yêu cái gì cũng được hết trơn á. Bây giờ ở trong gia đình nó, trời ơi, cái giường nó lung lay, cái bàn nó lủng liển, cái ghế nó cũng lặt lìa mà không bao giờ đụng vô đó. Không có làm một cái chuyện gì hết trơn trời. Em có đồng cảm với chị nãy giờ chị nói chuyện em. Làm như đàn ông bây giờ xài mới vô em ơi. Thiệt á. À quên nữa. Nãy giờ sao chị tâm sự chuyện của chị không à? Còn chuyện của em thì sao? Gia đình, tình yêu, bạn bè, nói chị nghe coi. Chuyện tâm tình của chị em ta coi như chị kể cho em nghe rồi. Em còn ngần ngại chị em, mau mau nói lại chị giúp chiêu cho em xài. Đây là cái chuyện của lòng, người ngoài nghe có tiện không, nhưng mà thấy chị cũng vui thiệt lòng. Vậy nè chị, em làm ở công ty á, lương cũng đủ xài, nuôi được mấy đứa em ăn học đàng hoàng, rồi cũng nhờ quen ảnh á. Mà em của em á là dân thành đạt không á chị. Một đứa ra trường rồi đi làm giáo viên, ra đường gặp nhiều người, nói chuyện kêu toàn là thầy ơi. Đúng không rồi, á. Một một đứa thì học theo con đường tu hành. Trời ơi, còn nhỏ nhưng mà đã làm cha đạo, ai gặp nó cũng nói cha ơi. Trời ơi, hay quá. Dạ. Vậy là còn, nói chung là còn nhỏ. Dạ. Mà con của chị đó em mới mười mấy tuổi mà ai gặp nó cũng kêu trời ơi hết đó. Trời ơi. Biết sao không? Sao? Nó đua xe. Trời ơi. Nói xe mà nó lái dèo dèo ngoài đường á. Mỗi lần có nó dèo một cái người ta la trời ơi. Giúp qua một cái người ta lên trời ơi. Vậy lần sau nó dèo một cái người ta la lên đồ trời đánh. Trời ơi, làm gì hết rồi mà. Thiệt. Đó em thấy không? Ông cứ bỏ đi hoài, không lo dạy con gì hết. Chị là đàn bà con gái á, nói nó có nghe. Để nó sanh hư buồn lắm em ơi, buồn. Tao nói buồn, buồn. Cười nữa hả? Bà vui bà cũng cười, mà bà buồn bà cũng cười á. Thì giờ đó, đúng là con không cha như là gà không có trống. Ủa, cái gì đó em, cái câu gì đó em? Con không cha như gà không đó. Đúng rồi đó. Trời ơi, chị mắc cười. Nhà không nóc bà ơi, tôi nói lộn mà bà cũng cười nữa. Thì bởi vậy đó, mới buồn đó em. Nhưng mà mai không có nóc nhưng bù lợi á, thì đúc nói chung cũng mấy tấm. Nên mưa gió nó cũng đỡ em ơi. Ủa quên nữa, chị kể chuyện chị nữa. Chuyện em sao, gia đình sao, ổn định không em? Nhất là mày kể chị nghe cái vụ yêu đương của mày cho chị nghe đi. Có giống chuyện ngày trước không? Người yêu của em làm ở đâu? Vậy nè chị, em định mới kể chị nghe đâu, nhưng mà thôi chị hỏi hoài á, tội nghiệp chị, em nói chị nghe. Ảnh tán tỉnh em hoài à, cũng lãng mạn lắm á chị. Nhưng mà em chưa chịu vì em còn lo cho gia đình em nữa. Nhờ tiền của ảnh, bởi vì em là một đứa con có hiếu mà chị. Nhờ tiền của ảnh mà gia đình em ở dưới quê cũng nhà đổ cũng được 4 tấm á chị. Trời ơi, con... Dạ, nhờ chút đỉnh tiền ảnh mà em đổ được 4 tấm. Rồi em út thì học thành tài như là chị thấy đó. Mà ngộ lắm nha chị. Thay vì ngày xưa là chồng chị là tặng thơ phải không? Còn ảnh hát tặng em hay hát lắm. Dạ. Chứ làm thơ thì cũng có mà lâu lâu mới làm. Trời ơi, vậy là lãng mạn giống chồng chị rồi đó. Dạ. Ê, nó hay hát tặng em bài gì? Hát lại cho chị nghe được không? Dạ, biết chứ. Trời em canh dữ lắm á. Hỏi người nào mà hỏi em mừng lắm á. Em kể chị nghe ta nghe mà ta hỏi hát lại là em mừng dữ lắm. Em thích dữ lắm. Dạ. Cảm ơn chị đã cho em hát. Dạ. Lần đầu ảnh về quê em, ảnh hát cái bài này nè chị.
Quá bên nước xưa là quá về chiều, lạnh lùng mềm dừa trong nắng lưa thương. Khi đến cuối thôn chân bước không hồn, nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ. Sân vắng chẳng nhớ câu thề tim tái tê, chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về nương dấu úa, giọng hát câu hò thôi hết đưa, hình bóng yêu kiều màu hoa tím biết đâu mà tìm. Thì của em mà phần sau đây là ngừng rồi. Đó, anh hát vậy đó chị. Đúng rồi đó. Bây giờ cái nói chung là cái người yêu của em mà qua cái lời ca tiếng hát của em đó hen, là chị thấy là cũng số dách chứ không phải giỡn chơi đâu nha. Dạ. Yeah. Tức là lúc đưa em về quê đó, yeah, là nó hát bài này luôn phải không? Dạ. Yeah. Trời ơi. Lúc chị nói lộn là lúc mà em đưa ảnh về quê em. Thì đó thì, dạ, thì đó. Nó đi với em coi như nó đưa em là hát bài này. Đúng dạ, rồi. Dạ. Là bị vì sao nó dạ, giống y như là lúc mà chị đưa chồng chị về quê đó, ảnh cũng hát bài này luôn vậy đó. Thì đó, là sau đó là em kết thì trả luôn á chị. Có bài hát mà kết luôn vậy đó. Em cũng gái dễ dãi quá hả chị. Thôi kệ bà nó đi. Cái mà cái nói chung là tại vì biết sao thấy cũng làm chung cơ quan nên công việc nó đỡ qua đỡ lại cũng ổn định. Nói chung là cũng may có còn được một người tốt làm người yêu của mình đó chị. Dạ. Không, nhưng mà vậy nè, em phải về chừng. Bởi vì lúc yêu là vậy đó, mà lúc thành vợ chồng mà là không phải vậy. Trời ơi, ngày xưa chồng chị á hết lòng vì chị, vì gia đình. Trời ơi, chị nói thiệt, chị gia đình chị hưởng sấy của anh bao nhiêu chứ bộ. Nhưng mà hả, chị nói em biết, thậm chí đó cái gia đình của ảnh á là không cho cưới chị nhưng cũng quyết chiến để mà đi theo chị. Vậy đó mà bây giờ là trời ơi, thằng em nghe bẻ bàng lắm em ơi. Đàn ông bây giờ kỳ lắm. Nó nghe nè, mà cái người yêu của em đó có uống rượu không vậy? Dạ có, nhưng mà anh uống rất là có chừng mực. Trời ơi, sao giống chồng chị quá vậy. Giống y vậy đó. Dạ là chừng mực, là có chừng mực nào là uống chừng mực đó. Vậy là kỳ phùng địch thủ nha. Dạ. Còn chồng chị đó hen, thì lúc đói uống thì ổng hay say. Cho nên là ổng có cái tật á, vừa uống vừa ăn. Ủa vậy hả? Vừa uống vừa ăn luôn được vậy hả? Vừa... hay vậy ta, chứ vừa uống vừa ăn khó lắm á. Mà ông làm được là ông hay lắm rồi đó. Tức là vậy nè, vừa dạ, uống vừa ăn gian cho nó ít say vậy đó, em hiểu không? Người ta nói có một lần á, ông say bí tỉ luôn. Cái ông gục xuống gần nhà mà ông không nhìn ra nhà của mình đó em. Trời ơi, em hiểu không? Tức là ngay nhà mình rồi còn không biết là nhà mình đó. Trời ơi, em nói chị nghe, vậy là chưa, bạn em sai đến nỗi mà em nhìn chẳng ra luôn á. Bị gì mấy anh cháu uống rượu có quan niệm là thà đổ máu còn hơn đổ rượu. Cho nên uống hết, không cho một chút rượu nào rơi ra ngoài. Ra đường mà có đổ máu mà có té te tua luôn cũng không bao giờ bỏ rượu, quyết bảo vệ được bình rượu mặc dù người trầy xước hết. Là thành ra về nhiều khi trầy xước bị thương băng bó cùng nhìn không ra luôn chị. Mà ta nói về mà trên tay đó là đầu cổ tay chân băng bó hết. Mà cái đầu của ngón tay vẫn cầm được cái chai rượu, ghê chưa? Bảo vệ chai rượu thế với ớt luôn. Vậy là em phải cẩn thận nghe. Yeah. Quen mấy cha đó có ngày hết tiền đó nghe,
rượu chè be bét mà là coi như không giữ được tiền mà không giữ được tánh mạng luôn đó em. Không sao đâu, tánh mạng thì họ tự giữ, còn tiền bạc thì lại càng không có lo gì. Ông làm sếp mà. Chà, em ngon nha, quen tới sếp luôn hả? Trời trời, em cỡ ngàn đó em mới ấy chứ tiền nào của đó chị ơi. Trời ơi trời, vậy em mà là tôi như là táo lê mà chứ phải cốc ổi chị. Trời trời. Trời ơi, vậy mà nãy giờ giấu chị nghe. Dạ. Thôi vậy cũng được. Em mà... em không có dám kể cho chị nghe hết là em sợ chị tủi. Hiểu không? Hiểu không? Cùng là phận gái mà em lại kiểu như vậy quá rồi em thấy tội chị không? Phải không? Em phải hiểu điều đó. Dạ. Không, nhưng mà nếu mà uống rượu thì phải thẳng tay từ đầu em ơi. Em biết không, có một lần á, chồng chị ông xỉn xỉn á, ông về. Trời ơi, chị tức quá chị mới hỏi. Nếu mà 2-3 ngày anh không thấy mặt tôi anh nghĩ sao? Trời ơi, sao chị gan quá vậy chị? Chị hỏi thẳng luôn hả chị? Chị không có né đâu hết hả? Rồi ông trả lời sao? Chả quắc cần câu rồi. Chả mới hất cái mặt trả lên, trả lời vậy nè em. Nếu như tôi có được một ngày bình yên không tiếng em, không thấy cái mặt này, không rõ dáng hình này, làm như tình trạng chiếc tivi đứt ngang bóng điện tối hồ thì như hết coi là tôi hạnh phúc lắm rồi, nào đâu có tổn hại chi, nói sao có vậy biến liền đi em, tôi mới tình phủ phàng vậy đó em. Rồi, anh trả lời vậy giờ chị tính là sao? Trời ơi, chị tức quá. Chị bụp ổng một cái. Trời ơi, đúng 3 ngày sau ổng mới thấy được cái bản mặt chị. Ủa sao kỳ vậy? Thì chị quất ngay con mắt chả mà, nó sưng đúng 3 ngày 3 đêm em. Chị gan quá à. Em không có dám làm vậy đâu chị ơi. Em thùy mị quen rồi, em không có làm mấy cái đó được. Ủa cái cơn chị nó lên chị đâu có nín lại được. Bị vậy nè, mình chờ cửa lâu quá, mình tức quá mình chơi luôn. Nhờ vậy mà từ đó về sau, mỗi lần đi về nhà xỉn xỉn á, gặp chị là phải đeo kiến, bị sợ chị bụp vô trong mắt nữa. Nhưng mà từ đó về sau bớt nhậu em. Mà hả, nhậu là nằm ở cơ quan, tỉnh mới về. Sợ quá mà em. Đàn ông là vậy đó em ơi. Tốt nhất là yêu nhưng đừng có tiến tới hôn nhân. Em nhìn chị nè. Trời ơi, cái thời mà chị con gái á, chị vậy mà bây giờ chị vậy nè. Em biết tại sao không nên lập gia đình không? Vì người ta hay chọn bạn đời cho mình vào cái lúc người ta thiếu sáng suốt em. Còn gọi là cái lúc đang yêu đó em. Tức là yêu là mù quáng, em hiểu không? Rồi yêu quá rồi cái mới tưởng là người đó là vợ luôn đó. Cho nên nó đuôi mù hết trơn, trời rồi. Rồi tới chừng mà lấy xong mình rồi lúc đó mới sáng, hiểu không? Rồi cái chuyển 180 độ. Đặt ông tệ lắm em ơi. Nhưng mà em thấy đâu phải vậy đâu chị. Em thấy không phải ai cũng vậy đâu. Sếp em không có vậy đâu. Thì tại vì lúc đó là đang yêu em, tức là đang đuôi đó. Lúc này là hiện giờ cả em cả ổng đang đuôi đó. Bởi vì thấy cái gì cũng tốt quá nè. Em nói sếp của em là tốt gì? Chồng chị cũng sếp vậy. Dạ. Chị nghe mấy đứa nó nói vậy. Nhưng mà đúng làng chả bây giờ mất sĩ diện hết rồi em ơi. Ngay cả người ta làm thơ châm biếm mấy anh chảm, mà mấy anh chả cũng trơ trơ không có sợ gì đó, làm như không có hiểu luôn á em. Đây nè, thằng con chị á, nó kiếm đâu cái bài thơ về nhà nó đọc cho ông nghe, cái ông cười khờ khờ khờ. Trời ơi, ông nói vậy là vui nữa đó. Ngộ quá à. Cái bài thơ vậy mà nói đích danh ông còn cười đó em. Sao? Bụng to trắng hói, ăn nói khề khà, về nhà không xin phép, đi dép không đủ quay, nói dai không chuẩn bị, là cái ông gì? Vậy mà ông không biết là ổng đó. Ông cười còn cười dữ hơn chị. Chị nói sao? Vậy chứ sếp em, người yêu của em thì lại giấc mà ý vậy á. Nghe thơ cũng cười nhưng mà là không phải câu thơ đó mà là câu này nè. Câu gì em? Ông gì mà trắng hối bụng to, ra vào khách sạn ăn no lại nằm. Đó, người ta nói vậy á. Nhưng mà sếp vẫn cười như bấm bưởi á. Tại vì nói là sống không có nên tức tưởi. Là bởi vì đó là bí quyết của sếp em. Em yêu anh ấy là ở chỗ đó đó.
lúc nào cũng vui vẻ, không giận hờn ai hết chị ơi. Ờ, nhưng mà chồng của chị á, tính ảnh như vậy là bí quyết của chị làm sao để mà giữ hạnh phúc gia đình đến ngày nay? Chị cho em vài chiêu coi, mai mốt có gì em ứng dụng coi chị. Hả chị, hả chị? Có gì đâu em, vậy nè, mình phải có cái sở thích của riêng mình, em hiểu không? Ảnh thì hay hội họp đi công tác nên người ta kính trọng ảnh lắm. Có là người ta kính trọng ảnh bằng nhiều cách lắm em. Có một lần đi công tác lúc còn mới cưới nhau đó, cái ảnh đi rồi ảnh điện về cho chị. Ảnh nói em, alo em hả? Họ cho anh chọn ba thứ, em thích cái nào? Cái chị hỏi thứ gì với anh? Cái ông tiếp tục nói, hai chấm xuống hàng mở ngoặc kép làm thơ đó. Hiểu hiểu hiểu, tự giờ hai chấm xuống hàng làm biết làm thơ. Ờ. Dạ. Kính thưa nè, phết cái kính gửi nè, phết cái kính mời. Dạ. Trong ba thứ ấy anh sơi cái kính nào? Rồi giờ chị trả lời sao? Chị nói không chờ điện thoại, chị suy nghĩ. Ôi đây, cái tự nhiên để điện thoại chờ luôn hả? Chứ sao em, điện cơ quan đó, phải điện nhà đó mà, em lo của chùa mà. Ờ đúng rồi. Với lại ông đâu dám tắt điện thoại khi chị chưa tắt. À, hiểu không? Hiểu. Lát sau cái chị trả lời. Dạ, rồi tới chừng nào chị mới trả lời, mà chị trả lời sao? Em biết không, chị nấu xong nồi cơm, chị hầm chín nồi canh giò heo, chị nướng xong con gà, dọn cơm ra, ăn xong bữa cơm rồi cái chị nghĩ ra liền em. Dạ. Rồi chị lúc đó mới trả lời. Vậy hả? Ừ. Rồi chị có cũng hai chấm xuống hàng. Cô đó đúng đúng đúng. Ủa sao em hay vậy? Dạ, tại vì ổng vậy rồi chị cũng phải theo vậy. Ừ, hai chấm xuống hàng mở ngoặc kép. Dạ. Trời ơi, vậy cũng mất cả tiếng đồng hồ rồi nha. Đâu có. Làm gì? Làm gì tiếng đồng hồ? Chứ nhiêu. Tức là ông gọi chị lúc 9 giờ sáng. Dạ. Hiểu không? Dạ. Lúc chị trả lời ổng là khoảng 1 giờ rưỡi trưa. Hà. Hiểu không? Là đâu phải tiếng đồng hồ, nhiều tiếng à. Thì em đâu có nói được nữa đâu. Ừ đó. Chị thấy mặt em đơ ra rồi nè. Dạ. Chị kể chuyện này cho nhiều người nghe mà, chục người đơ, chục người vậy đó. Dạ. Em. Ừ. Chị trả lời bằng thơ bị chị phải suy nghĩ thơ em ơi. Dạ, đúng đúng đúng. Đó. À, hai chấm xuống hàng mở ngoặc kép. Dạ. Kính thưa là chuyện tào lao. Dạ. Kính mời, kính biếu, kính nào cũng sơi. Nói chung là hai vợ chồng chị nói qua cú điện thoại là đã đời đó, hiểu không? Sung sướng đó, mà cơ quan trả tiền mệt nghỉ. Đã. Chị làm thơ hay quá hả? Đúng là nồi nào úp dung đó hả? Dạ. Chưa hết đâu em. Chị mới dặn luôn là nếu mà mình nhận cái việc của họ đó, thì họ lại cảm ơn, ngộ vậy đó. Dạ. Tức là vậy nè, mình nhận của người ta, mình ta cảm ơn là sao em? Thì đó, ta đền mà. Ừ, bây giờ người ta cho mình nhận lại, mình còn được người ta cảm ơn nữa. Dạ. Cái chị dặn nếu mà người ta có cảm ơn á, à, thì tùy theo cái món quà họ cho mình mà trả lời. À. Hai chấm xuống hàng tiếp nữa. Rồi, biết. Ừ. Dạ. Thanh cha nè, thanh mẹ, thanh dì. Dạ. Hễ có phong bì thì lại thanh kêu. Một lát cái... ông hỏi chị nữa, em ơi hai chấm mở một kép xuống hàng đó, phong lan, phong cấp, phong bì, trong ba thứ ấy phong gì là hơn? Ý là người ta cho ổng dò phong lan, rồi ta hứa chờ người quen lên chức cho ổng, rồi á có người thì nói là nhận phong bì, cái chị mới trả lời vậy nè em. Rồi hai chấm xuống hàng, phong lan chơi mãi cũng buồn, phong cấp thì phải cúi luồn cấp trên. Phong bì như cánh hoa sen, mở ra thơm phức vợ khen con cưỡng. Trời ơi, em hay quá, em hay quá. Chị trả lời y vậy đó. Vậy hả? Ừ, hai chị em mình đúng là chứ. Như là hợp, hợp lý, mà nó hợp tình mà. Hợp đủ thứ. Trời ơi, bởi vì chị thấy em dễ thương, chị mới khuyên em cẩn thận khi chọn người yêu hay là chọn chồng đó. Yeah. Bởi vì người đời người ta nói vậy nè em. Chồng là một dạng vật chất không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển dời từ người này sang người khác. Còn em thì thấy khác nghe. Em thấy chồng là những chiếc áo mà ta phải thay liên tục. Hả? Thiệt. Không, thiệt, thiệt. Cái này bạn em nói. Bạn em nói thiệt. Riêng em thì thấy là chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không có. Đó. Nguy hiểm là ở chỗ chồng đối với chúng ta là đồ cổ ít giá trị, nhưng đối với người khác đôi khi là thứ hiện đại. Nói chung là em không nên dễ dãi trong bất kỳ suy nghĩ nào khi chọn chồng. Trời ơi, chị làm gì vậy? Chị hay chơi toàn chiêu độc không à, tự nhiên vụ gì vậy?
Chị chợt nhìn xuống đồng hồ, chị mới nhớ chực ra. Nhớ gì? Thằng cha chồng á, chứ trễ cái gì mà trễ quá trời quá đất. Trễ hơn nửa tiếng đồng hồ em coi có nổi điên không? Vậy á, chứ mà chị trễ một chút là bị nói này nói nọ, nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt vậy đó. Biết vậy á, nãy ngồi trống làm đẹp thêm chút nữa. Đúng là đàn ông khó ưa ích kỷ. Chắc chị nói quá chứ em thấy không đến nỗi nào vậy đâu chị ơi. Mà em không biết chồng chị đó em ơi. Thì chồng chị sao em dám biết, em biết cho bà quánh tôi á. Ông chua cay lắm em. Chứ chào bộ này ở dơ lắm hả? Không có. Chua. Tức là vậy nè. Hả? Chị nấu ăn á, chưa bao giờ cần giấm hay chanh. Chị nói quá à. Chị nói thiệt. Cái lệnh nấu mà cũng như giống như mình đang nêm đồ đó ha. Mộng ra ông chi chiết cái là thôi đó. Khỏi dắt chanh này, khỏi cho giấm vô đó. À. Ôi, mà suy cho cùng thì ông đàn ông nào cũng vậy em ơi. Chị ơi, không phải là em binh đàn ông đâu, không phải đâu nha. Chị đừng nghĩ em vậy tội nghiệp em phải binh đâu. Chị nghĩ không đúng đâu. Cũng có ngoại lệ ha. Sếp em chẳng hạn nè, rất tuyệt vời và dễ thương, lúc nào cũng lịch sự, ăn mặc bảnh bao, lúc nào cũng ân cần với cả những nhân viên quen biết nữa đó. Em ơi, tại vì em đang đuôi. Em hiểu không? Tức là đuôi mù trong tình trường là em đó. Chứ chồng chị nói cho em nghe, hôm trước á, mấy mẹ con bị bệnh vậy mà ông tìm cách ông gây lộn với chị đó em. Chồng như ngộ. Bệnh mà gây lộn đó em. Không, em thấy chị chịu đựng chồng chị hay quá. Cứ gọi là trong mọi trường hợp chị vẫn cười hả chị? Dạ. Dạ, biết vậy đi quá. Chị. Dạ. Mà sếp em thì lại là khác nha. Sếp em lại là người có trái tim nhân hậu. Ngay cả cô gái mới tới thôi, mới làm hợp đồng cũng xíu thôi mà cũng được tặng một hộp kẹo nhân ngày sinh nhật. Trời ơi, bởi vậy mới nói. Trời ơi, còn sinh nhật của chị đó em. Chồng chị đi diễn thuyết nguyên bài. Thế nào là phải cần tiết kiệm, mà tiết kiệm như thế nào, trong trường hợp nào. Đương nhiên là không có quà trong ngày sinh nhật rồi em. Biết chồng rồi mà. Và sau đó thì ông ta tặng chị một bao thuốc lá, vì trong nhà chỉ có mình ông hút thôi. Hiểu không? Tức là ông không để ý tới ai trơn á, không biết vợ con cần gì trơn á. Trời ơi, ông lấy thuốc lá ông tự tặng ông bao vậy đó. Trời ơi, sếp của em thì rất hay và rất để ý đến người khác. Chị có thể tưởng tượng lúc chưa quen mà ông ấy đã để ý đến màu son môi của em. Nói là ở sau son môi em hôm nay đỏ quá, không hợp với cái màu váy của em. Mà hôm sau thì em có cả một cái thổi son môi khác liền. Mới ghê chứ. Ngày trước nói là ngày sau có liền. Và kể từ đó là coi như em phải mặc cái váy đó liên tục. Trời. Liên tục luôn, mà ghê chứ. Trời. Không buồn cho chồng chị. Trời ơi, chị mà dùng son không quăng ra đường liền. Ổng nói á, đàn bà đứng đắn trong nhà không có dùng son, mà ổng ghiền cái màu môi thâm của chị đó mới nổi điên đó. Vậy á hả? Không có cho dùng son hả? Chết cha, môi chị đỏ quá à. Không, mà chị đâu có sợ. Tại vì chị đâu có ở trong nhà này, chị đang đi đường. Em hiểu không? Dạ. Nói cho cùng thì sếp của em là một người đàn ông mẫu mực đó. Còn chồng của chị thì không bao giờ để ý đến chị. Cái hôm mà tối nay, bữa đó chị cũng lên cơn vậy đó, chị lấy cái đầm thiệt là cũ chị lấy ra mặc, thì ổng lại nói: trời ơi, sao bà đi mua đầm mới nữa vậy, sao bà tiêu xài gì mà dữ vậy. Em coi vậy có mắc cười không? Chị ơi, mắc cười. Chị ơi, nghe chị nói mà em càng quý sếp em hết sức. Thế nên ổng rộng rãi tất cả mọi người. Hôm qua nè chị, sếp còn mua tặng 4 nhân viên nữ trong cơ quan 4 cái vé xem ca nhạc nữa chứ. Trời ơi, vậy đó hả em? Trời ơi, em biết sao không? Từ khi mà chị lấy chồng đến giờ, bây giờ chưa được coi ca nhạc lần nào đó. Trời ơi, sao cuộc đời chị phải chịu đựng dữ vậy? Bởi vậy thiệt chị buồn. Gì vậy? Gì vậy em? Em? Hả? Gì vậy? Trời, em làm gì mà mặt em trợn ngược lên xong rồi em không, em bỏ quên đồ ở trong. Em vô em lấy liền. Dạ, em vô em lấy em ra liền. Dạ, dạ. Em, chồng chị tới kìa. Em. À, lẹ lẹ đi, trễ giờ người ta rồi nè. Anh đến rồi hả? Thế đóng còn hỏi gì nữa. Đây nè. Cái gì đây? Thì có nghĩa là hai chấm xuống hàng. Rồi thơ nữa hả? Mở ngoặc kép. Hôm nay ngày 8 tháng 3, chị em phụ nữ các bà dùng lên, các ông chồng muốn lấy hên, tặng là giữ lâu bền hôn nhân. Trời ơi, ông bữa
bữa nay ông tặng què cho tôi hả? Xúc động hả? Nè, cái thao đó. Trời, cái gì là sao? Cái này, cái thao đâu? Thao này giấy cho thao nào mà mua thao làm gì? Mua thao cho bà giặt đồ chứ chị. Ở cửa hàng á, chút nữa người ta giao tận nhà. Cái này là cái biên nhận đó. Biết rồi, cái biên nhận là để mà nhận cái thao đúng không? Ừ. Mà tặng quà mà tặng cái thao là sao? Đừng có buồn. Em đừng buồn em ơi. Không, để có biết buồn hay chưa? Em biết không, cái thao là để củng cố hạnh phúc gia đình. Chứ còn phần em anh đã có riêng món em vậy. Người yêu bé xinh của anh trở nên phong mang. Bàn tay xinh xắn của em sẽ thêm kiều diễm, điểm tô nhan hồng. Trời ơi nghe nói thấy nôn thấy nôn. Mong áo chớ không có nơi trần thế chắc ăn hôm nè. Chắc chứ sao không chắc. Ủa mà có thiệt không trời? Sao bữa nay á mình thay đổi quá vậy? Thôi mình tiết kiệm đi, mình đừng mua cái gì cho nó tốn tiền. Trời ơi, biết hột xoàng nhẫn đi nữa. Trời ơi, hay lắm. Cái gì vậy ta? Thôi mình tiết kiệm đi mình. Mình ơi mà gì với mình? Cái món này không có tốn lắm đâu. Món này cũng không có gì đâu nè. Em cầm đi. Đôi găng tay. Cái gì vậy? Cười nữa. Có đi nắng thì nhớ đeo vô cho tay nó xinh đẹp, trắng trẻo nõn nà. Trời ơi, sao mà quà tặng cái gì mà hết nhựa rồi quá tới giả dụng vậy trời. Chồng ơi, sao mà kiệt quá trời. Ngưng. Bây giờ trong gia đình ai là chủ? Hả? Ai là chủ? Hả? Tôi nè, rồi sao? Tôi mệt quá. Bây giờ tôi đã đứng giữa đường, tôi làm điên cho ta dòm nè. Thì bà hỏi cho biết vậy thôi cũng lo. Thôi về. Ủa em ơi. Dạ chị về nha. Hai người quen nhau hả? Xin lỗi. Không biết hai người lại cùng ở đây. Để anh giới thiệu. Đây là vợ anh. Còn đây là thư ký của anh. Cái này là sếp, còn cái này là thư. Thôi, về mình về. Đi về. Cái gặp mày trời. Gì vậy? Ông đổi liền một con thư ký khác cho tôi được. Thì đổi thì mai đổi. Con khác cũng được. Con nhỏ này tóc đen quá, làm việc xu tí mồ. Em kiếm cho anh con nhỏ tóc vàng đi cũng được. Bây giờ tôi kiếm cho anh một thư ký không tóc, để ngày mai cho cái đầu của anh giống đầu nó luôn được. Thôi, tôi về trước à nghe, tôi về. Sếp ơi. Sếp cái gì? Chồng người ta đó má ơi, sếp cái gì? Chồng chị, nhưng mà là sếp em. Trời ơi, công nhận kiếm ông nội này mệt dễ sợ nha. Trời ơi, kiếm cái gì mà kiếm cả khắp cái thành phố này luôn không gặp được thằng chả nữa. Rồi khi mà gặp được thằng cha này không biết được cái gì không. Chán chứ sao. Trời ơi, nói. Sao? Kêu vậy? Sao lại kêu giúp được gì xui vậy? Trời ơi, sao khỏe không sao? Khỏe. Không sao. Tự nhiên gặp tao khỏe không? Tao mệt quá, gặp mấy người mệt quá đi về. Sao ơi?
Mày là thằng nào mà kêu tôi ốc tôi nổi chứ, tỏi hay đâu. Chứ đường về còn xa, chẳng ai đưa về một năm sau. Sao? Sao ơi? Sao? Tự nhiên sao ơi, sao hỡi? Tụi tao thứ bảy rồi sao? Dễ thôi, thì bảy ơi. Tự nhiên ta đang đi chợ về cái chặng đường dẫn xá người ta. Mày là thằng nào đấy? Vậy gì? Nãy giờ sao gặp sao không nhận ra con hả? Đâu biết mày là thằng nào? Vậy gì? Con nhắc sao nhớ luôn. Ờ, ai đây? Con là... Riêng. Riêng? Ừ. Cười cười. Mày mau lớn quá, tao nhìn mày đâu có ra đâu. Cười là không nhớ rồi. Tao cái đầu lọc. Riêng nào? Như lãng vậy ông nội. Như nãy giờ cười đã đời rồi, tự nhiên cái không nhận ra hả? Tao bắt cười tao cười chứ. Mà đâu nhớ liên nào. Như làm con cười theo cái hố quá mạng thấy không? Bởi vậy nhắc nhắc nhớ đây, liên nào đấy? Nhắc cho nhớ nha. Ừ. Con là riêng. Ờ. Con bà hai. Con bà hai. Nhớ chưa? Ừ. Tao với má mày mới đi tắm biển. Trời ơi, mới tắm biển. Tao với má mày lội. Lội nữa, vui vui. Ha ha ha, nào. Gì? Quay vậy? Tao nhớ bà hai nào. Sao không nhớ? Má con thì sao nói? Mới đi tắm biển má con. Từ bữa tao tắm với bốn bà, tao đâu biết bà hai nào không? Mệt ông quá đâu ông ơi. Nhớ nhắc nữa rồi. Trời ơi, con là riêng con của bà hai đó. Hai nào? Trời ơi, hai chung á. À, mày là riêng. Dạ. Ba với má mày là chung. Dạ, đúng rồi. Má mày khỏe không? Dạ khỏe. Đấy. Tôi quê cái giọng cười lắm nha. À, màu lớn quá. Dạ. Tao nhìn không ra luôn á. Đó. Ủa sao ăn bận đẹp á? Tính đi đâu vậy? Đi chợ. Đi chợ? Đi chợ Tết này, chuẩn bị Tết nhất tới nơi rồi. Trời ơi, sao đi chợ Tết? Đi chợ Tết hả? À, đâu, để con coi coi. Trời ơi, để con coi coi, sao mua cái gì nha? Trời giàu, mới hỏi mua gì đó. Giàu quá mà hỏi mua gì. Trời ơi, trời. Đi chợ Tết mua gì? Đi gói kì à? Chủ trương tiết kiệm mày. Tiết kiệm gì? Mẹ không nghe trên đài người ta hát sao? Người ta hát gì? Tết này ta không thèm keo mực, vì đã có người em thơm ngọt tựa sen. Ủa sao có bồ hả? Tết này tao không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Rồi, sợ tốn tiền. Tết này tao không thèm đốt pháo. Sao vậy? Vì nhà nước cấm đốt pháo từ lâu rồi. Làm như là hát hay lắm như cường thôi. Làm như là ca sĩ vậy. Kệ tao. Đây nè, gia đình con mới là nghệ sĩ nè. Xạo, má bao dịch lộn nghệ sĩ rồi nào. Má con bán thịt hụt vịt lộn thì kệ má con. À. Đúng không? À. Má con bán hụt vịt lộn nhưng mà qua tới đời con là ca sĩ rồi. Ca sĩ hồi nào? Tao ngay. Nếu mà Sáu nói con không phải là ca sĩ á. À. Vậy chứ sao sinh nhật con toàn là nghệ sĩ nổi tiếng đi không vậy? Hả? Có không? Trời ơi! Nói cái là nổi da gà hết hồn liền. Ai? Vũ Linh nè. Trời ơi! Tài Linh nè. Hả? Ngọc Quyền nè. Ghê vậy? Chưa, cái này mới giữ nè. Đâu? Kim Siêu Dông nè. Trời đất ơi, xả mày. Kim Siêu Dông tao ở nước ngoài ở đâu đây? Ủa lộn, Kim Tử Long. Kim Tử Long mà Kim Siêu Dông. À. Tại vì mày có tiền mà, sinh nhật mày mời người ta tới. Còn tao khỏi có. Sáng tao ngồi quán cà phê là tài tử gia nhân bu lệ rộp. Ờ, phải không? Sơ sơ giới thiệu bạn gái tao cho mày biết nè. Ai? Siêu Lắc. Thường thôi, nghe là giật mình luôn nè. Y Phụng. Trời ơi, Phương Thách. Quá dữ luôn. Lê Quỳnh Đức. Ui, Lê Hùng. Quá dữ. Lý Đức. Ủa Lý Đức nào? Lý Đức tập tạ đó. Phải không? Trời ơi, sao quen với Lý Đức? Ờ, quen sao Lý Đức vậy? Tập tạ chung thôi. Nổ hoài. Cái gì? Trời ơi, cái tướng gì mà tập tạ chung. Tướng sao? Ốm nhách. Con này bị đuối rồi.
nó nở nó, mày không thấy nè, thấy gì đấy không con? Cái gì vậy? Con chuột đó. Chuột nhỏ xíu. Chuột con, chuột mẹ đâu? Đi ăn chưa về? Nổ hoài ông ơi. Trời ơi, ta tập tạ hả? Bụng ta nở 6 cục nè. Ờ. Bụng ông có nở 6 cục không? Không cần. Tập mà mới tập thì có nở 6 cục rồi. À. Tao tập lâu quá gom lại còn cục mày không thấy sao mày? Mà đừng nổ hoài má ơi. Trời ơi, ta tập tạ hả? Ta nở hình chữ V đẹp lắm. Còn 6 đâu có hình chữ V đâu. Thằng này đâu có trong nghề đâu không biết. Đây nè, tập 6 tháng là chữ V rồi con. À. Tao tập một chữ mà Lý Đức Năng nỉ tao mà dạy ha, mà tập suốt đời tập không được cái chữ đó. Mà chữ gì? Chữ ớt. Mày thấy thân hình tao giống chữ ớt. Tướng xấu quá. Ngồi xuống hỏi thăm trước coi. À. Nghe nói cái mày làm ca sĩ tao cũng hay lắm. Dạ. Yeah. Mà mày ca sĩ là tụ điểm nào mà nói tao đi coi coi. Nếu mà nói về tụ điểm nhỏ lắm con đâu cần hát. Hả? Cái mày hát ở đâu? Hội chợ. Không chở là làm gì có ca sĩ không nội? Sao không có? Sao có thường đi hội chợ không? Có. À, rồi sao có ghé vô mấy cái gian hàng lô tô không? Có chứ. Đó. Tụi nó vui lắm. Ừ. Tức là con vừa hát vừa kêu lô tô đó. Thì ra là ca sĩ lô tô đây hả? À. Trời ơi, vậy mà bài đặt. Nhưng mà mày kêu qua mày kiếm tao có chuyện gì không? À, thì cũng... Có gì nói được cười mày sợ tao ghét. Dạ không có nói dấu thì sao? Cứ nói dấu đi. Dạ, chứ là con qua đây là con chúc tết sao? Ê, gì? À, sao nữa? Ủa, sao nữa? Kiếm tiền lì xì chứ vậy? Ủa sao biết hay vậy? Nhưng mà bữa nay đâu có tết đâu, chưa tết mà. Thì con kiếm sao để con chúc tết trước vậy mà. Thôi mùng một quá đi con, chứ đến giờ này chúc gì con. Sao nói kỳ vậy? Kỳ gì? Vậy chứ mấy năm rồi á ông, con qua con kiếm sáo á, không đâu có lần nào mà gặp được sáo đâu. Có qua mùng một không? Sao không có, mùng một tết năm vừa rồi nè, qua kiếm sáo đó, gặp được sáo không? Chết cha, mùng một tao đi chùa. Thì rồi mùng hai con qua con kiếm sáo á, cũng đâu có gặp sáo đâu. Cái ngày mùng hai là cái ngày tao đi chúc tết bà con, làm sao qua nhà được con. Mùng ba? Chết cha, mùng ba tao đi đầm sen. Mùng 4? Chết cha, mùng 4 tao về quê. Mùng 5? Chết cha, mùng 5 tao kỹ ra tiền. Thấy chưa, không có mùng nào mà sao lòi tiền ra hết á. Trời thôi, tao giàu có quá mà. Đó. Mày thấy tiền ở nhà tao mà mối ăn nó một hết vậy đó. Tao giàu lắm, năm nào tao cũng cho là 30-40 ngàn đô á. Hả? Con cháu không là 30-40 ngàn đô rồi con ơi. Trời ơi. Tết năm nào sao cũng cho người ta tới mấy chục ngàn đô vậy? Chứ sao? Ừ, chị hay sao cho người nhiêu vậy? Này nè, hả, nếu mà quen á, ta để sẵn lúc đầu có 200 đô trong này hết á. Trời ơi. Nếu mà gặp người quen như mày là cho anh lần 200 đô rồi đó. Hả? 200 đô? Giàu quá để tiền mục hết cũng vậy. Ừ, sao giàu quá sao ơi? Chưa tết mà có tiền lì xì trong túi rồi con. Vậy sao lì xì vậy con đi sao? Nhưng mà phải có điều kiện à. Điều kiện gì? À, mày nói mày làm nghề lô tô phải không? Dạ. Tao là con người khoái văn nghệ. À. Mày kêu một câu lô tô mà tao nghe lọt lỗ tai tao lì xì mày 200 đô. Trời ơi, tưởng gì? Trời ơi, tưởng là sao nói cái gì khó khăn đối với con chứ cái này là nghề của con mà sao? Phải không con? Dạ. Ừ. Nè, bây giờ á, con làm thử ha. Ừ. Nè, nếu mà con làm thử mà sao thấy ngon lành nha. Ừ. Là sao lì xì cho con nha. 200 đô. Nhớ nha. Nhớ. Vậy bây giờ con làm thử sao coi nha. Làm cho con. Chờ chút xíu, móc đồ chơi cái đã. Dạ. Móc đồ chơi. Ừ. À. Trời ơi, cái thằng này nhỏ nó có ghê quá vậy ta. Nhìn vô là biết là dân chuyên nghiệp rồi. Ghê quá hả? Là chưa. Nè. Ui, này độc táo quá vậy ta. Chưa nè. Nó hay quá vậy ta. Chưa nè. Mất dạy quá vậy ta. Bỏ vô tán nè. Xong giáp nè. Chơi kỳ sao? Ai biết mày ngu. Mệt quá. Kêu lô tô đi, còn mày đặt gõ tới gõ lui làm như hay lắm kia đó. Bây giờ con kêu thử nè. Ờ. Làm thử là được, tao nghe tao cho tiền. Bắt đầu nha. Nói làm đi. Nói làm đi rồi. Mày nhớ nha. Vui nha. 200.
Mẹ mày đuối gì không thấy sao mày? Ừ, cái tự nhiên kêu rồi sao cho á. Bây giờ là thử sáng ra coi nha. À, bắt đầu nè. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra mà con mấy cái gì ra, mấy gì ra. Đúng là lô tô hả? Mẹ bồng con mà lên non hai cái chứ vợ thương chồng lặn lội đường xa. Con số 3, sao thấy hay chưa, sao thấy hay chưa? Không hay. Ờ, hay ho gì đâu. Trời ơi, kêu lô tô phải mới phải lạ. Kêu làm sao người, những người ta không thuộc mình kêu người ta bất ngờ. À, sư phụ nè con, thấy không? Con lô tô thôi, cái đây là lô thao. Gọi lại gì? Cái tô nhỏ, cái thao lớn rồi. Thì muốn nghe ta kêu ha. Được không? Muốn nghe học hỏi à? Ừ, muốn. Gõ đi ta kêu cho nghe. Vậy thử, thử nha. Ừ. Vô. Ta bốc con cờ ra mà con mấy con mấy cái gì ra, mấy gì ra. Tề thiên đại thánh đại náo thiên cung. Bị đứt cái dây thun là tuột nó quần là chạy đốt. Không ngờ. Không ngờ sao kêu cũng độc quá chứ. Kêu dở quá thôi về không có cho. Sao? Cái gì? Vậy giờ sao dám thi con? Thi gì? Giờ con sao thi với nhau nè? Thi lô tổ hả? Ờ thì sao nói là sao là sư phụ. À, đúng không? Bây giờ nếu mà mày thắng tao là tao cho tiền mày chứ gì? À đó, ý con là vậy á. Còn nếu thua là thôi đi về. Dạ dạ, đúng không? À thôi bây giờ mình làm liền đi nha Sáu. Ờ muốn thì mày nôn lấy hai năm lắm tao biết. À, ba bắt đầu nha. Bây giờ tưởng tượng ha. Rồi. Trước mặt con với Sáu á là bộ cờ. À, mày kêu con tao kêu con. Đúng rồi. Tao chấp mày làm được. Đó, bây giờ là nè, coi nè. Ừ. Con thọt cái tay vô nè. Ờ. Con bốc con cờ ra nè. Không. Đó bây giờ con kêu nè. Ờ. Không. Ờ. Nè. Đâu. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra mà con mấy cái gì ra, mấy gì ra. Cái gì vậy? Gió đưa cây cái về trời, rau đâm ở lại chịu đời đắng cay. Con 22 rồi tới tao kêu tao bóp con cờ ra mà con mấy cái gì đây, mấy gì đây. Gió đưa cái gió đưa này là của con mà. Mày đưa gì? Thì nãy con mới đưa cây cải vậy trời với vậy. Mày đưa cây cải tao đưa cây khác được. Không đưa cái cây gì? Kệ tao. Tao lớn tuổi đâu muốn đưa cái gì tao đưa kệ tao chứ, tao biết có cây thôi chứ. Nhưng mà ông đưa thì đưa, không được đưa cái cây cải tôi à. Làm như trên thế giới này có cây cải mày không vậy? Nghe học hỏi nè con. À. Gió đưa bụi chuối sao hè, anh mẹ vợ bé bỏ bè con thơ. Chứ con thơ tay ấm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. Là con số không. Phải rồi. Tới con kêu. Ông thua. Thua gì? Thua gì? 200 đô. Đô gì? Ở lô tô, đâu có số 0. Từ số 0 tới số 100 mà mày. Không có ông ơi. Trời ơi, lô tô người ta từ con số 1 đến số 99 là hết rồi nội ơi. Ủa sao có từ hồi cái đời trước tao hồi ngàn trăm hồi đó đâu có số 0 mà. Thôi đừng có gian nội ơi, thua thì lì xì đi. Thua gì nãy mày không giao. À, dạ. Miễn tao kêu có con số thôi, đúng không? À, tao muốn kêu số nào tao kêu nữa là con số. Số 0 cũng là con số, ai biết mày không giao mày đáng chịu chứ. Ông chơi ăn gian quá ông ơi. Kêu lại. À, bây giờ tôi tha ông đó. Không, bây giờ ông làm lại đi. Nhưng mà tôi nói trước rồi nha, không có con số 0 nha. Trời. Ông mà kêu con số 0 lần này nó là ông thua đó. Thua. À, thôi cho ông làm lại đi. Từ cho lỡ lỡ cho làm gì vậy? Do được. Đó. Mới vừa tha tức thì đây. Ừ. Đưa hoài vậy. Giờ tôi thích gió đưa, tao gió đưa được ha. Trời ghê không? Rồi giờ ông muốn đưa gì cũng đưa đi. Nhưng mà tôi nói trước rồi nha, không có con số 0 à. Làm sao có số 0 được. Rồi, kêu đi. Gió đưa bụi chuối sao hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Chứ con thơ tay ấm tay bồng, tay dắt ra mẹ chồng đầu đội thúng hoa. Là con số 3. Nó tưởng bồng. Mà cái bài người ta là đội thúng thúng bông mà. Thúng bông là miền Nam, còn miền Bắc ta cứ thúng hoa ông nội. Ủa được không? Ờ miếng có giận thôi chứ. Tới con kêu cờ ra mà con mấy cái gì ra.
mấy vị ra gì nữa. Bàn tôi sáng nhìn ăn lên giang đường. Bàn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Số 20 tới ông kêu, tới ông kêu. Mà nó đạp đâu có 20 cây số, đâu có số 20 vậy đó. Ừ. Tới tao kêu, tới tao kêu. Ca chứ kêu vậy? Ca gì? Thì nãy là tôi kêu, không? Thì 6 kêu. Còn bây giờ tôi ca là 6 phải ca. Ê, lô tô vụ ca nó mày. Chứ sao? Trời ơi, lô tô bây giờ là đời mới rồi ông ơi. Không, thế mà tôi kêu á, không? Là 6 kêu, mà tôi ca là 6 ca hả? Ca đi. Trời khó quá hả? Khó gì? Gõ đi. Giờ được không? Không được thì thua đi. Anh đã biết công ngôi từ chối những điều em muốn nói. Tây thì chim cá bắt tâm, em về bên ấy buồn 5-6 lần. 58. Em về bên ấy buồn 3-4 lần. Con 30 con. Em về bên ấy buồn gì vậy? Về bên ấy hoài. Ờ, tới sáng cũng còn có số nữa con. Cũng hay lắm như tới con thì tới con ca. Tới con ca, tới con ca, tới con ca. Ra đi. Con gì vậy? Con gì? Con đi cách biệt phương trời. Gì vậy? Biết có ngày nào con trở lại. Chết cha, nó qua kinh. Đường xá mẹ già ra đứng ông lễ tam bái công. Ông vừa phải thôi nha. Vừa gì? Ông chù đó hả? Đâu có chù đâu. Ta nghe mà tụng kinh, ta tụng theo mà. Trời ơi, tụng kinh đâu tụng kinh ông nội. Chứ mới đọc gì đó. Cái đó là ngâm thơ lô tô đó. Phải không? Ờ. Bộ hả? Thơ đời mới đó trời ơi. Đọc rồi ta. Giờ muốn nghe không? Muốn nghe nữa coi. Còn nữa nè. Đâu? Mòn mỏi trong con đến bao giờ lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Còn số hai rồi tới sao kêu, tới sao kêu, tới sao chà mà chết, chà chết mà chết mày. Làm gì vậy? Liệu khốn vậy cha? Cái sao kêu á? Kêu gì? Trời thì kêu lô tô kêu gì? Ủa nãy giờ hai đứa chơi gì quên à? Thì con sao đang thi lô tô chứ chơi gì? Thấy không? Ừ. Trời đất ơi, không nhắc tao quên, tao tính người quên lắm. Dạ, tới sao kêu, tới sao kêu, tới tao kêu, tới tao kêu, tao bắt con thở ra, mà con mấy mấy gì đây, mấy gì đây, kêu đây, mấy gì đây, mà luôn quá cỡ luôn á. Mà kêu đây, đây. Sao xả quá ai? Nó cỡ, nó để lâu quá, nó khổ, nó dính bụi luôn quá, tao đâu có thấy đường, tao đâu có bắt kiến đâu. Anh cỡ đâu? Cỡ nè. Đâu? Tưởng tượng. Mệt quá. Thua đây, thua đi. Rồi dưới đây. Công nhận tuổi trẻ tài cao quá ha. Đó. Bữa nào ghé nhà ăn cơm nha. À. Chết cha tới giờ về. À. Trời ơi. Quên nữa. Hẹn với bạn mà quên. Trời ơi tới giờ về rồi. Hẹn với Phương Thanh đi giải đầm á. Quên rồi. Sao vậy? Còn cái kia sao? Cái gì? 200. Em gì? 200 đô. Tao quên nữa. Đó. Lớn tuổi hơn quá. Tao hay quên quá. Tao nói tao giữ lời. Dạ. Tao chăm mày đã nghe. Dạ. Yeah. Nhưng con nên nhớ rằng đồng tiền nó liền với khúc ruột. Dạ con biết. Sai. Chủ trương tiết kiệm đàng hoàng. Không thể có bao nhiêu xài bao nhiêu. Mệt quá ông nội ơi. Thôi cứ lại đi. Cặp phải đọc cái con. Dạ. Cái làm mất nha con. Dạ trời. Không công nhận Sáu tốt bụng quá. Dạ, ta giàu mà. Dạ. Thôi vậy giờ bye bye Sáu nha. Dạ. Thứ sáng về nha. Khoan đã. Cái gì nữa? Tao lì xì cho mày rồi. Cái mày lì xì lại cho tao chứ. Gì? Sáu lì xì cho con. Rồi giờ Sáu kêu con lì xì lại cho Sáu. Có qua có lợi mới tỏi lòng nha. Vậy không lẽ con quề vốn sao? Không có quề vốn được. Đây là 200 đô lận.
con đưa cho Sáu chừng 100-200 ngàn là được rồi, tượng trưng thôi. À, ba ngày Tết cho lấy hên thôi. Vậy không lẽ Sáu lì xì cho con 200 đô mà 100-200 ngàn con tiếc cái Sáu? Đúng rồi, vậy là coi như là cái gì cũng phải có qua cái lại phải không Sáu? Nhưng mà lấy hên thôi, ba ngày Tết Sáu giàu. Dạ đúng rồi, con biết mà Sáu giàu lắm. Sáu đâu cần tiền đâu. Dạ nhưng mà giờ con nói cho Sáu nghe nè, con còn nhỏ con đâu có tiền đâu. Không, bây giờ thôi, giờ con có 50 cho Sáu lấy đỡ. Gì mỏng quá vậy mày? Lấy hên thôi. Lấy hên thôi hả? Lấy hên thôi. Ít nhất cũng hơi nhiều chứ 50 kỳ quá. Trời ơi, đáng ơi. Lấy tượng trưng thôi. Tượng trưng thôi nghe không? Dạ. Chứ cá không có giàu quá thành nó quái đồng tiền chẳng đai gì hết trơn. Dạ, biết chứ sao giàu mà. Thôi chúc một mùa xuân nhiều mà mỏng đẹp và hạnh phúc. Dạ. Sao đi nha con. Dạ. Vậy mình giỏi nha con. Con chúc sao vui vẻ nha. Vô mánh nha. Trời ơi, công nhận người cha này dễ dụ quá vậy. Tốn có 50 ngàn thôi. Không, mà được 200 đô. Trời ơi. Coi 200 đô giờ được 3 triệu mấy. Trời ơi, để coi 200 đô. Trời kỳ vậy. Tự nhiên cái gì 200 đô. Trời sao vậy, đâu có xài được đâu. Ông chơi kỳ sao? Sao? Trời ơi, sao? Mày tưởng tao ngu quá mày. Tiền đâu cho mày tới 200 đô. 200 đô viết chữ 200 đô rõ ràng còn đòi gì nữa. Lúc nào cũng có lời hết á. Một ngày kiếm chừng 10 mối như vậy là kiếm được 500 ngàn rồi. Một trăm mà nó nói 50 thì đừng ngu nữa. Ngu con ơi. Con ngu quá. Con... Sao có nửa tờ hả? Còn nửa tờ nữa không? Chết cha, cái tờ đất còn nửa tờ làm sao mà xài. Ê, tại sao có phần nửa à? Thì 100, đất phân nửa rồi còn lại 50. Chị mà cũng hỏi nữa. Thì ra mày gạt tao. Ai biểu ông gạt tôi. Có qua có lại mới tội lòng nhau.